6 giờ sáng, mình tiếp tục có mặt tại hồ câu cá Đình Lương. Hồ này ở Tân Kỳ nha các bạn. Mình vừa đến hồ luôn. Hôm nay cũng tổ chức một cái giải mini game câu cá ở chỗ này với số lượng cần thủ là 30 cần. Nhưng mình nghĩ là khả năng là không đủ rồi. Chắc có lẽ hôm nay chỉ tầm khoảng tầm 15 cần thôi, không nhiều lắm. Mình vừa cân phao xong các bạn ạ. Chứ còn cái giải hôm qua mình đi ở Thanh Hóa thì chưa kịp cân phao chứ chưa kịp làm gì luôn. Tự nhiên đếm 1, 2, 3 anh em ném mù mịt xuống luôn. Rồi, ok, mình bắt đầu ra đồ rồi đấy. À quên, bốc thăm nha anh em. Trần Văn Hiếu, trọng chất. Đấy em, chờ mãi. 7. Quá đẹp luôn. 7, số này à? Bữa này chứ? Trọng chất số 7 này. Ừ. Trần Văn Hiếu số mấy em? 9. Số 7 nha anh em nhá. Bờ này luôn. Mẫu số 7 đấy nha anh em nhá. Tiện thôi. Hôm nay 30 cân nhưng mà đăng ký có 20 cân đấy các bạn ạ. Hơi ít. Nhất bờ A bờ B thôi. Sữa non mình cho nửa lót, nửa nắp nha các bạn. Hương liệu rô phi, một nắp. Bông tuyết nửa gói. Cắm xả 2 cân. Cho thêm ít bột tôm vào. Mồi câu rô phi mình câu nửa gói. Cho thêm tí nữa. Trao lại vào túi bóng. Rồi rồi, biết rồi.
sợ môi nhá. Báo cáo nhá. Rô nắm nhịp đó ngay. Hỏi quay mặt bên đây hỏi chứ bên đây có con nào hỏi. Anh hỏi em à. Đâu đâu đâu. Mày. Báo cá khuyên khuyên khuyên. Khuyên đỏ luôn. Khuyên luôn. Khuyên luôn. Và ngon. Ngon. Lùm. Con heo, con heo. Cho anh chích này. Con thứ 5 nhá. Con thứ 5 nha anh em. Bật máy chưa? Bật máy chưa? Bật máy. Bật rồi, bật rồi. Khuyên 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 đỏ luôn nhá. Cho anh chích này. Khuyên heo luôn nhá. Ôi trời, cái vợt nhỏ quá. Con heo nó tỉnh đó em ơi. Rồi, chủ hồ mượn YouTuber của anh Trọng Chất nha, quay một vòng. Hai em mấy con rồi em? 7 được 3 nha. 7 tạm 7 được 3 à? Trần Trung Hiếu. Trần Trung Hiếu đây, lên lên sóng em ơi. Đấy nha. Mấy con đây em? Hai con đây rồi. Hai con à? Hai con. Anh Hương Phạm ơi. À đây. À, lên lên YouTube của anh Trọng Chất này. Chả có cá mà lên trong có Trọng Chất, lên Trọng Chất thế. Nhiều mấy con đây em? Bốn con, Trọng Chất có biết câu đâu mà quay làm gì. Nhiều bốn con. Ô số 10 bốn con. Cần thủ ní. Úi giời. Ê này. Ê lên YouTube nha. Đây. Dạ. Thì có tiếp sửa thế mà. Đi phục vụ ba ơi. Cần thủ hứng nhỏ, mấy con rồi cần thủ? Bốn con. Năm con chứ? Bốn. Năm. Bốn. Cứ cài, nắm con. Đây. Ờ rồi rồi, đứng cân lên, đã đứt rồi. Để thẳng rứa này. Để xà ổ đi tay ơi, xà ổ đi. Lào đánh lào đệ cân thẳng từng đi luôn. Không, em không quay đâu. Em chỉ nói chuyện thôi. Thank you.
giờ là cấn cả nha các bạn nhé. Ok, mình là lên 3 con. 3 con là khả năng là được cái giải tứ rồi. Còn những con trú ơi. 2,5 con đó. Chà. Cả rô đà ơi. Cứ để 2,5 á. Quá hợp lý. Bà con ở là tầm khoảng 7 cân. Cả rồng 7 cân. Xong cân đó. 6,5. 6,5. 6,525. 6,525. Mẹ phía 6,525. Đội đó luôn anh. Rẻ bá này. Rẻ bá 5 con này. Nghĩa này lần đầu tiên tập câu đai này. Cả chủ yếu tù ở cái góc này không. Thì may mắn cho toàn là cần thủ mới tập câu. Toàn đúng cần toàn cần thủ mới tập câu cả. Giỏi quá giỏi. Thì dưới nhìn đi câu toàn là đài sứ là toàn móm mà. Đá sứ thành tiến sứ rồi. Ngoài bừa câu giải quy hợp với mặt ống là đến câu trù nướng được 2 con này như vậy nhất luôn. 10 cân 62. 1062. Ừ. 062. Mấy tuổi lớn này tuổi lớn kia. Số mấy đây? Số 10. 10. Rồi. Rồi, rô phi mọi người này. Wow, những con như con trù. Trời phi ơi, bắt từng con một chứ. Từ con đâm phải tẩy đó. Tẩy tiêu được cái lão gì hô. Lão gì hô luôn. 5 con. 5 con à. Ừ. 11. Quả hai người này lỗi không lỗi. À, báo cáo chú hô này. Chú hô nhất. Hứng nhỏ, hứng nhỏ. À, hứng nhỏ à? Hứng nhỏ. Hứng nhỏ này. Hứng ấy bỏ hộp thẻo thằng BT đấy. Mấy cấu bữa đầu tiên này. Ờ chị ơi. Anh ơi cầm em phủ này. Anh cầm phủ này. Rồi rồi rồi. 8 con thì nhất hô rồi. Cháu đồ đó. Hô đồ đi. Rớt xuống hô là không tỉnh mới nha. Cá mà đồ rớt xuống hô là không tỉnh mới nha. À, nhất đây, nhất đây, 8 con đây, nhất đây. Đây, 8 con nha cả nhà. Con là biệt nhất. Để 8 con, để 8 con. 8 con thì thương là nhất. Tránh quá. 19 cân. 19 cân. 19. Cho rồng 3 cân đi. 19 đi, 19 đi. Ừ, báo cáo nha các bạn nhé. Hôm nay đen không được cái giải nào cả anh em ạ. Có giải con cá to nhất nhưng lại không có cái giải con cá nhỏ nhất. Cái giải con cá nhỏ nhất này là trong thể lệ là có nhưng mà bây đến bây giờ là hủy nha anh em nhé. Đây. Mình được 2 con. Một con khuyên và một con rồ mệ. Nhưng lại không được cái giải nào nha các bạn nhé. Đây, cho anh em xem. Con khuyên này thì mình sẽ thả lại cho chủ hồ nha các bạn. Để đem lại thả lại chủ hồ. Cái con heo này mình cũng không được cái gì luôn anh em ạ. Cái con cá heo này mình cũng không được cái gì luôn. Con heo này là con to nhất cái đợt trước đây. Đó. Còn được một con mang về ăn. Đèn, cá nó tụ, chủ yếu là tụ ở cái góc này không. Cá nó tụ góc này không, mấy ổ này đều lên cá, anh nào nhiều nhất là 8 con. Anh vừa vừa thì 5 con, 3 con. Đến ổ mình là còn có 2 con. Chào các bạn nhé, đấy là cân thủ Đào Hiên. Chủ hô số 9 hôm vừa rồi mình được giải bá rồi các bạn. Hôm nay chủ hô, hôm nay được con nào không em? Được chứ. Được giật không? Được chứ. có bóng con không? Bóng chứ, bóng hết chứ. Rồi được mấy con? Được... bóng hết. Bóng hết. Ừ. Em giống anh ấy đó. Rồi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video mình nha. Chào tất cả anh em.